点子吗？也不是，你都得。Anh Thịnh thế này khá là hai cửa hàng vàng gì đó. Cửa vàng là hai vàng. Bây giờ nó bán tỷ bảy đô. Thế nó mua 4 phát tiền. Và 4 phát thì được 500 triệu. Thế bây giờ nhà mua ở Bình Đại. Nhà nó rồi kiếm ngày tháng mấy chục đô cả. Bao mình cứ tôi không cảm thấy yên tâm rồi trả được nhưng mà vấn đề là không trả được mình nữa giáp 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 tiền nó giỏi em lại tiền nó lãi cái thanh toán cho đàng hoàng đấy giờ thì nó nói giờ nó cho nên là cái bình tĩnh tao nhà chưa đi làm việc quá rồi kinh tế mày nữa là mạng rồi, vô cả, chán chán, cái thằng bên cạnh 80 80 trời phát tỷ rưỡi, nhìn đóng nhìn điện, nó vay xong phát là tuyên bố phá sản, 80 phá sản, sản nằm gần này, chỗ đồi đỏ bán nhỉ? Đâu, nó ở cạnh người ta, 80 là bán cái gì nghe quen, tạp hóa, đồng nhất đấy. Thế bây giờ có một cửa hàng sữa, đây là cửa hàng là nhà ấy. To nhất. Chứ không phải Tám Hương. Tám Hương cạnh người ta đối diện ngân hàng. Nó chưa không gian cho vay gần cái khoảng 40 tỷ hơn 40 tỷ. Chứ còn đủng toàn tiền nhà. Toàn tiền người ta. Nó là cũng đồng loạt, nó khá ngại dài. Số đó thì cũng là chồng, nhưng mà đã nghỉ số là nhà quê. Thế giờ đi đâu? Bây giờ Tám Hương đi đâu? Vợ chồng đi dị nhà. Đi dị, giải tán hết thì khó đòi. Nó đi dị thì vợ chồng đi dị nhà, rửa tài sản cho thêm người khác. Thế làm gì nghe lại mình có làm gì? Thế là đóng cửa. Thế anh có dính những cái tí nào đấy không? À? Có dính vô Tám Hương tí nào? Tí rưỡi. Thế mới cày. Thế là bây giờ là nó chỉ đóng cửa cái chứ, nó đi dị là đóng cửa cái gì? Chế tạo. Đương nhiên là nhiều người kiện ở chỗ thi hành án lại khoảng hơn 3 tỷ. Nó có tài sản đâu mà thi hành án. Để đấy thôi. Nó bao giờ có tài sản được thi hành án? Chặt đầu bây giờ. Chặt đầu. Đánh đánh thì nhiều lúc đòi nói càng là muốn làm gì làm, muốn làm gì cũng người không. Thằng có người không thì anh bảo riêng thì riêng. Chắc là cũng phải giữ được ít tiền và ít thôi, không thể hết được, nó đứng tên người khác. Đó là tái tán, tức là người ta nợ nó cũng nhiều, đó là khi mình tục rồi vợ tắt như vậy. Tàu giá đi. Hết là sổ những ai nợ, đương nhiên là nó là chứng minh được người ta nợ nó. Giả dụ, bây giờ nó vỡ là hai mấy tỷ chẳng hạn, thì có người khác nợ nó ba mấy tỷ. Để nó, nếu mà đòi được hết thì nó vẫn dư tiền. Thế nhưng mà nếu đòi được, nói chung là nhiều người chết. Bây giờ nó cứ theo dây tín dụng đen nhiều người chết. Đấy nó rơi vào cái trường hợp như thế. Giả dụ mình đưa ngân hàng xóm với nhau bảo quay sang tay 10 ngày đảo nợ cái món ngân hàng. Cứ nghĩ nó đảo nó hóa ra cho cái thằng nhà máy gạch mà quý thắng anh em thắng. Thế là thằng đấy là vay ngân hàng 10 tỷ. Nhưng nó bảo cho đảo nợ. Đảo nợ nhưng mà đi lên vay tổng 8 là 7 tỷ đồng. Ấn nó vào thằng một điều thằng lại. Thằng đấy chết luôn. Mấy gạch phá sản nhỉ? Ừ, thằng thắng. Phá sản cũng dân là mất nhiều. Dân mất nhiều. Tức là bảo không biết là bao nhiêu ấy, ví dụ hình như là bao nhiêu triệu nó giảm không được triệu. Giảm tức là ai nhận thì được. Chứ 10% cái chỗ hành đấy. Tức là tất cả các số nợ là đến đều đạt thắng thống nhất là lấy lại 10%. Nhưng mà cũng có đâu. Thế là sau mình muốn đủ 3 đồng này chưa thấy lại. Đã mới đầu là 100 triệu. Ừ. Nhưng mà có tiền đâu giá đồng nào. Đàm phán 10% xong rồi đàm phán lại. Thế là cũng ốm rồi cuối lời mình cứ phải chăm sóc ông bà mẹ. Trên cả thủ phụ nhiều người.
cho vay sổ bỏ mượn thủ đó hàng tháng còn ít tiền nào thế nào là giờ đến cứ ấy ông nào ông lạ làm nhà chết thì cũng thổi nào giám đốc này kéo ở đây nói cạnh đó nghĩ cái tức là bọn ta thì cũng chậm số nhưng bọn ta bảo bọn tôi là sẽ thanh toán được vấn đề nó thời gian của tôi rồi tỏa nó dậy điều kiện đòi mà tâm tỉ ta là này béo cứ lùn là nhả bọn ta là cũng như bọn cũng như vậy bọn nếu tốn tiền là nó lại làm nhà con nhà ra tất cả tòa án công an kiểm soát đều là cứ ở dưới nó để trên nó để dưới nó cứ bỏ đường kéo xẻ thế là mất tiền mất thời gian cuôn rồi bởi nó thực tế nó là thành một tòa trừ ơi trả qua là bác cũng chưa tôi thành cảm anh em anh ạ tôi thì tình hình như thế nói đi nói lại thì cũng như thế thôi anh cố gắng thôi là trong tuần này anh không xếp được hết anh rút vốn cho em cho nó đỡ lại nhá thế là thôi cho anh em thì nó thì gọi gì kia ừ thì nó cũng để em nó bảo thế bí quá nhá nhá anh cũng phải thương em thương anh phải thương em đã nói này hết rồi bây giờ là nói đúng như thế anh không được nhờ anh xếp cho nó một trăm để em trả cho cháu nó bớt đi bây giờ nó phải lãi nó là lãi như thế nó cũng chỉ là nguy hiểm giải tán mẹ chợ tức ghê hôm nay còn thằng còn kinh doanh tiền nợ 2 triệu tiền điện nhưng xuống đòi vẫn cứ gây khó khăn cho chúng ta mẹ nhìn mài nhà ơi tặng cái thì thế có được không anh chị cố gắng xem nhà được sẽ trăm tôi hy vọng là xem được ờ thế thì xem nhà tôi thì chỗ lộ nó lúc nó nóng này thì anh cũng phải cố gắng giúp em thì nó cũng lâu lắm rồi rồi nó nhỡ hẹn thì nó như thế thì đôi anh cũng phải thương em để giải quyết nó biết nó thế như này xếp được mà xếp được 100 triệu cũng rút kinh nghiệm đấy cũng có tiền trong tay thì lấy thế thì bây giờ anh hay cái quầy đưa đâu anh bảo từ là chú lấy lúc nào anh đưa thì chú bấy thì em cũng tin tưởng là anh hay cái quầy vàng anh vứt cho cứ vứt từ đây cho anh nên là sợ gì nó lộ giá mất 200 triệu cho anh. Giá muốn về. Ở đây mà. Rồi đi sừng sáng giờ. Và chậm chậm phê tao nói về tao mẹ thanh toán được tên giờ nhiều việc lắm là mình cứ phải chiến đấu trăm triệu là chào anh nhá. Đây bao nhiêu lô đẹp thế này. Đây phải mặt đường nào đâu. Đây không phải mặt đường, cái này đường này phải chở ngoài kia đây cái đường này là trong. Đây đường trong. Chú đừng nói lại ngày.
Đấy, ngày mai kia kiện ra